Em, đừng có làm gì. Em nghe nói nè. Buông ra để cho em chơi đi. Chậm. Em phải thực sự bình tĩnh lại. Từ bây giờ em không muốn sống nữa. Nhưng em phải nghĩ cho đứa bé. Đứa con trong bụng của em á, nó đâu có tội tình gì đâu. Nó có quyền được sống, có quyền sinh ra đời mà. Nhưng mà anh Trung anh mất rồi. Con của em nó không có cha nữa. Em không muốn sinh con ra. Rồi để con bị... Mẹ người đời nói là nó không có ba, anh hiểu không? Vậy thôi bây giờ thà em với con em đi gặp cha nó luôn cho rồi đi. Thật sự em mệt mỏi lắm rồi. Em nghe anh nói đây. Tuy anh không phải là cha ruột của con em, nhưng mà anh hứa anh sẽ lo đầy đủ cho con em. Anh sẽ làm cha nuôi của nó. Đừng có làm chuyện khờ dại nha em. Cho dù anh có làm bất kỳ điều gì chăng nữa, anh cũng không phải cha ruột của nó. Đừng! Bình tĩnh nè. Em thật sự em rất mệt mỏi rồi. Em vậy hả? Em thấy chồng người sao rồi? Anh ra ngoài nấu cháo cho em ăn nha. Thôi, không cần đâu. Ủa, mà anh chăm em từ hôm qua tới giờ hả? Em như vậy á, anh đâu có dám bỏ em ở mình đâu. Em xin lỗi, em làm anh buồn à. Em phải sống tích cực lên. Đừng có suy nghĩ dài dột nữa. Phải nghĩ cho đứa bé. Sau này á, em sinh con em ra, em sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn. Đừng có suy nghĩ dài dột nữa nha. Mẹ xin lỗi. Mẹ làm con đau lắm hả? Anh thương em lâu rồi. Nhưng mà trước giờ em có Trung. Bây giờ Trung không còn nữa. Anh có thể thay thế Trung lo cho em được không? Anh biết là thời điểm này á, em khó mà chấp nhận anh. Nhưng mà không sao đâu. Anh thương em thật lòng á. Bao nhiêu lâu anh cũng chờ đợi em được hết á. Anh chờ được mà. Anh ra ngoài nghe điện thoại nha. Em nằm nghỉ đi. Chị mang trái cây qua vậy luôn hả? Chuyện gì hả?
Thôi, mình vô nhà nha. Vô nhà, anh gọi trái cây cho em ăn. Tiền của mày nè. Tao nói cho mày biết nha. Lần này lần cuối tao đưa tiền mày. Từ đây trở về sau á, mày còn dám tống tiền tao á, tao cho mày vô tù đó. Má, sao vô trong đó mày yên hả? Tao cũng lôi cái bản mặt mày vô cho tao vui. Tao thách mày đó. Má, tại mày xui thôi. Lúc mày giết thằng Trung á, tao thấy. Mày. Anh Bảo. Anh ta nói gì vậy? Anh Trung là do anh giết thật hả? Đúng không? Anh nói cho tôi biết đi, có phải vậy không? Em bình tĩnh nha, em nói nè. Lần này em đi công tác tới 10 ngày lận. Anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha. Có bận có nào không được bỏ bữa đó. Sáng giờ em cứ nói cái chuyện này hoài à. Em làm với anh là con nít không bằng vậy á. Em là người đi xa cho nên là phải cẩn thận. Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc. Xong việc là phải về liền với anh nghe chưa? Em biết rồi, mỗi ngày á em sẽ gọi video call cho anh. Em đi nha. Mày đã có vợ rồi á, mà mày vẫn cố tình qua lại Dâm. Nếu hôm nay tao không tình cờ đi ăn đây á, thì mày còn tiếp tục lừa Dâm tới bao giờ nữa? Mày có biết á, Dâm đang mang bầu đứa con của mày không? Nghĩ mày, mày làm ơn nhỏ nhỏ giùm tao. Cái chuyện này á, là chuyện riêng của tao với Dâm. Để tao tự giải quyết đi. Đi vô nhà nói chuyện. Buồn á, mày tự giải quyết hả? Mày định một lúc lừa dối hai người hả? Lừa dối cả vợ mày, cả Dâm luôn hay sao? Mày là thằng ích kỷ. Tao sẽ nói chuyện này cho Trâm biết. Bảo, Bảo, nghe tao nói nè. Đừng bình tĩnh nè Bảo. Ra, tao đang nghĩ mày. Cái chuyện này á, mà kể ra một cái là tao không còn mặt mũi nào nhìn Linh nhìn Trâm luôn á. Mày là bạn tao, tao nghĩ mày. Mày giữ bí mật giùm tao nha. Nếu mày là thằng đàn ông á, thì bản lĩnh lên. Đừng có sống hèn hạ vậy. Mày nói cái gì? Mày nói ai hèn? Tao cảnh cáo mày nha. Nếu như cái chuyện này bại lộ ra, tao sẽ không tha cho mày đâu. Tao sẽ giết chết tao, biết không? Hết mày đó. Mày dám nói tao? Thách tao hả? Mày... Thật sự là thằng Trung á, nó không có xứng đáng với em. Lúc đó anh vô tình, anh lỡ tay anh giết chết nó thôi, chứ anh không có muốn điều đó. Em biết nó lừa gạt em không? Thằng Trung á, nó có vợ có con rồi, nhưng mà vẫn cố tình nó lừa em. Sao anh có thể làm ra chuyện này? Sao anh có thể giết người? Làm sao em có thể chấp nhận nổi đây? Anh nghe anh nói nè. Anh biết lỗi sai của anh rồi. Anh sẽ đi đầu thú. Anh đầu thú để nhẹ nhõm lương tâm của anh. Anh có đã dành một khoản tiết kiệm á, để cho mẹ con em sống sau này. Từ đây trở về sau á, anh không có lo cho em được nữa. Em lấy tiền đó mà lo cho con nha. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Thank you.
còn hư lắm đó nha. Xém chút xíu nữa là con của ba phải vô bệnh viện rồi đó. Mới có vấp coi xíu à. Anh còn bắt đi siêu âm, đi khám này nọ đó. Làm quá không à. Đừng có ý y. Bây giờ em có thai rồi á, phải hoạt động cử động nhẹ lại. Chứ thôi là nguy hiểm lắm biết không. Anh Trung. Ủa? Trâm. Bắt tại trận anh ngoại tình nha. Còn con với con nhỏ này nữa. Trâm. Đúng là bất ngờ thiệt. Trâm, chị không phải vậy đâu. Tại nãy tôi đi ăn, tôi lỡ vấp té cho nên là tôi tình gặp anh Trung đó anh. Thôi yên hết đi. Tôi nghe rõ ràng. Anh em, cha cha con, cứ khốn nạn. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Thôi. Nghe nói nè, Trâm. Tôi về làm tục cái gì cho anh, cô ta tự do khỏi có đánh thức nha. Trâm. Ủa em. Đừng đi vậy. Kế đi. Em nghe anh nói nè, Thảo á là bạn thời sinh viên của anh. Lớp của anh á, ai biết được hoàn cảnh của Thảo á, cũng đều xung phong làm cha làm mẹ đỡ đầu hết. Chưa hết đâu nha, tụi anh á còn nói với nhau á là sẽ thay phiên chăm sóc Thảo cho tới khi mẹ tròn con vuông nữa. Anh nói thiệt mà, không tin á, em vô group của anh em coi thử đi. Chăm con, rồi chăm luôn mẹ, rồi thành một gia đình. Nè em coi đi, anh đâu có nói xạo đâu. Tôi bắt tại trận anh còn chối. Đợi tới lúc á, anh dẫn hai mẹ con nó về nhà rồi đuổi tôi ra đường. Cái vậy anh mới vừa lòng hả? Sao em nói nặng lời vậy? Những gì mẹ em nhìn thấy lúc nãy á, không phải là sự thật đâu. Bây giờ anh thử ký không? Trời ơi, sao tự nhiên em dồn anh vô chân tường vậy? Bây giờ một là anh ký, hai là anh đập đầu với tôi chết vì vừa lòng anh. Ký. Anh, lướt điện thoại ít thôi, còn chuẩn bị tinh thần làm cha nữa đó. Ý em là em có thai rồi, mình cưới nha anh. Em muốn á, con mình sinh ra danh chính ngôn thuận á. Được, còn cái này. À, chiếc nhẫn này á, nhẫn của bạn em. Lúc mà biết có thai á, em mượn nhẫn nó đeo để lấy vía. Mà cũng tại anh hết á, không chịu cưới em, để em phải đi mượn nhẫn người ta để lấy vía. Kỳ muốn chết luôn. Kìa, cưới gì hỏi. Trả lời vậy anh Trung nào kìa. Đáp lại tình cảm ta đi. Tình cảm gì? Bạn bè thôi à. Nhưng mà em nghe điện thoại rồi em đi luôn. Ai ở đây với anh? Sao mày dám ôm vợ tao? Anh biến đi. Ai là vợ anh? Trâm, em nói cái gì vậy? Vợ chồng đâu phải nói ly hôn là ly hôn được đâu. Ai là vợ mày? Trâm là vợ của anh tao. Phương. Ủa? Thảo. Anh Trung. Sao vợ chồng anh Trung cũng ở đây vậy? Cô ngạc nhiên lắm đúng không? Cô đang thắc mắc tại sao tôi lại biết cô ở đây đúng không? Tôi đã theo dõi cô cả tháng nay rồi. Giờ tôi biết cô đang cặp kè với thằng này. Cặp kè? Nhưng mà anh Cường là cha của con em mà. Cái gì? Anh Cường ạ. Tại mấy ngày anh không gặp em cho nên là hôm nay em tới đây em xin anh đó. Con mình nó còn có cha mà anh. Là sao? Cái đứa mà hay theo bám anh là con nhỏ này hả? Theo bám? Cô chỉ mới nghe những lời ngon ngọt từ ảnh tôi xíu thôi à. Mà cô yêu ảnh vậy hả? Tôi là vợ ảnh hả? Tôi mang thai con của ảnh hả? Mà anh cũng bỏ đó.
Cô có từng nghĩ rồi sẽ đến một ngày ảnh làm vậy với cô không? Tôi hiểu rồi. Vậy là thời gian Thảo mang thai cũng là thời gian cô qua lại với thằng này. Cô cấm sừng tôi lâu như vậy mà còn ra vẻ mình là người bị hại nữa hả? Hả mặn kịch đi! Tôi sống với anh á, giống như là cái xác không hồn vậy đó. Anh Cường mới chính là người tôi thương, người tôi muốn lấy làm chồng. Tôi có con với anh rồi. Ê, chưa chắc gì cái bầu đó là con của tôi nha. Cô có chồng rồi đó. Dại dột có bầu lớn như vậy này. Mà tôi cũng bỏ, cũng hứng hồ với cô. Khốn nạn! Tao cấm mày đụng với cô ấy. Tụi mày biến hết khỏi cô này đi. Anh Cường! Đi hôn đi. Tôi viết sẵn lên đây vậy rồi. Nếu như cô không đồng ý, tôi cũng sẽ chính thức đơn phương ly hôn cô. Hẹn gặp cô tại tòa. Thảo, ly hôn đi. Nói cái gì vậy? Bớt giỡn nha. Em có thấy ai lấy chuyện ly hôn ra giỡn không? Có chuyện gì á thì anh cứ nói ra đi, rồi hai vợ chồng cùng nhau giải quyết. Tự nhiên anh đòi ly hôn ngang xương vậy? Anh thấy anh và em không hợp nữa, cho nên anh quyết định dừng lại. Hơi bất ngờ, anh biết là em rất là khó chấp nhận, nhưng mà mong em á hãy tôn trọng cái quyết định của anh. Anh nói như vậy mà nghe được hả? Từ trước tới giờ hai vợ chồng mình vẫn đang yên đang lành, tự nhiên bây giờ anh đem tờ giấy ly hôn về, anh quăng thẳng vào mặt tôi rồi anh kêu tôi ký. Anh bớt giỡn lại nha. Tôi không có giỡn, tôi rất nghiêm túc đó. Tôi muốn ly hôn. Nếu như em không đồng ý, tôi sẽ đơn phương ly hôn. Ký đi. Cái gì ngộ vậy? Tự dưng cái đòi ly hôn? Thì ra đây chính là lý do mà anh muốn ly dị. Nào là hợp với không hợp. Cái đầu tôi mới chính là người phải chủ động đi dị với anh đó. Cô còn dám tới đây nữa hả? Được thôi, sáng tôi cũng đang gom đồ cho chồng tôi. Cô dọn hết đi á, cho đỡ chật nhà. Chị Thu, em có chuyện muốn nói. Thật sự thì anh Cường không có tệ như chị nghĩ đâu. Anh đang nợ rất là nhiều, tại vì làm ăn thua lỗ cho nên mới dàn cảnh lấy cớ đi ly dị chị. Nếu mà có chuyện gì thì anh chỉ cần nói một câu là được thôi mà. Tại vì anh không muốn chị lo lắng cho nên mới nhờ em làm bồ nhí để gạt chị, rồi sau đó anh sẽ một mình chịu hết trách nhiệm với chị. Chị tin em đi, anh Cường còn thương chị rất là nhiều. Em biết gạt chị là không đúng, cho nên em mới tới đây. Hy vọng là chị có cách nào để giúp anh. Anh tính làm cái gì nữa? Ra ngoài ngủ chứ làm gì? Tại sao? Tại sao gì? Biết hết mà còn hỏi nữa.
Bây giờ tôi với Ngọc á sắp cưới nhau rồi, cho nên tôi với cô hạn chế ngủ chung đi, đợi ngày ra tòa có gì nói chuyện tiếp ha. Anh đừng có đóng kịch nữa. Anh định giấu em tới chừng nào? Sao cái chuyện nợ nần của anh không nói ra để cho hai vợ chồng mình cùng nhau giải quyết? Anh có còn coi em là vợ của anh nữa không vậy? Chuyện nợ nần của anh sao biết được? Ngọc tới đây nói cho em biết hết rồi. Thu ơi, bây giờ anh không biết nói sao cho em hiểu hết. Công ty của anh sắp phá sản rồi, bây giờ anh nợ nần tùm lum hết trơn, anh không còn khả năng chi trả nữa, cho nên anh đâu thể nào làm liên lụy tới em được. Anh cầm đi, đây là số tiền em dành dụm suốt 10 năm qua. Em nghĩ chắc nó đủ để cho anh dùng đó. Số tiền này em để dành suốt 10 năm luôn hả? Trời, số tiền lớn vậy làm sao anh dám nhận? Có gì đâu, mình là vợ chồng với nhau mà. Anh cứ cầm đi giải quyết nợ nần đi. Nhưng mà từ nay trở về sau anh không có được nhắc tới cái chữ ly dị nữa nha. Anh biết rồi, anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh sẽ không bao giờ nói là ly dị em nữa đâu. Anh cảm ơn em, anh cảm ơn em. Có gì đâu, mình là vợ chồng với nhau mà, sao em bỏ mặc anh được. Yeah! Em biết không, anh đó hả, biết chắc chắn là Thu á nó có khoản tiền lớn nhưng mà nó giấu anh. Anh phải dùng chiêu này mới khui được nó đó. Anh giỏi quá. Ê, bây giờ mình đếm tiền đi. Wow. Anh ơi. Ơi. Sao em thấy nó kỳ kỳ? Sao kỳ? Anh nhìn đi, nó không có giống tiền thật. Ừ đúng rồi, sao nhìn nó khác khác như sao á? Không lẽ nào Thu nó chơi mình hả? Chơi hả? Không biết là ai chơi ai đâu. Tôi chỉ là đang trả đũa thôi. Trả đũa gì? Nhìn cũng giống thiệt quá ha. Nhưng mà cái gì giả thì cũng chỉ là giả thôi, cũng là vô giá trị. Anh hiểu chứ? Nó giống như là cái màn kịch người chồng cao thượng mà hai người diễn cho tôi coi vậy đó. Vậy là cô đã tráo số tiền này hả? Thì ra là anh đang nợ nần, không muốn liên lụy tới mình. Xém chút nữa là mình ân hận không kịp rồi. Hóa đơn mua túi xách hàng hiệu, phiên bản giới hạn sao? Tờ hóa đơn đó mà tôi mới nhận ra được bộ mặt thật của hai người. Có ai mà đang thiếu nợ mà cầm tiền đi mua túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn không? Chỉ có thể là tặng cho cô ta thôi. Nghe nói là anh đoán chắc anh sẽ lấy được tiền, cho nên đi vay nóng bọn giang hồ. Rồi xong rồi á, lấy được tiền của tôi anh sẽ đi trả cho tụi nó. Vậy bây giờ thử vận may đi, anh đem bột tiền này nè, đem trả cho tụi nó coi sao. Cô im đi. Tôi không ngờ là con thâm độc nó như vậy. Đi với ma thì mặc áo giấy thôi. Anh làm chồng mà anh cấu kết với gái, hết lần này tới lần khác lừa gạt vợ mình. Đây là cái cớ xứng đáng cho anh đó. Anh lo mà đi làm kiếm tiền để trả cho tụi nó đi.